Sáng ngày 11 tháng 5, ủy ban nhân dân quận tổ chức hội nghị tuyên truyền quán triệt các văn bản quy định về công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng và diễn tập về phòng chống tấn công mạng trên địa bàn quận tới toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị của quận tới dự có đồng chí lê văn kiên phó giám đốc sở thông tin truyền thông đồng chí hoàng văn đức phó giám đốc sở nội vụ thành phố đại biểu quận có đồng chí bùi thị tuyết mai phó bí thư thường trực quận ủy đồng chí nguyễn thị thuyên phó chủ tịch hội đồng nhân dân quận cùng sự có các đồng chí lãnh đạo ủy ban nhân dân quận ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam quận tại hội nghị các đại biểu được truyền đạt các nội dung về các quy định của nhà nước trong công tác bảo đảm an toàn an ninh mạng thực trạng an ninh mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố các cuộc tấn công an ninh mạng đáng chú ý trong nước và quốc tế hướng dẫn cách phòng chống các cuộc tấn công an ninh mạng chuyên gia của trung tâm an ninh không gian mạng thuộc vnpt cũng mô phỏng tình huống giả định mã hóa tống tiền ăn cắp mật khẩu bằng hình thức thu thập thông tin tại bàn phím chiếm quyền điều khiển máy tính cá nhân Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phong Doanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, trưởng ban chỉ đạo diễn tập phòng chống tấn công mạng trên địa bàn quận nhấn mạnh Hiện nay, vẫn còn một số cơ quan đơn vị và địa phương doanh nghiệp và người dân chưa quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn an ninh mạng. Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và phần mềm tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn quận còn bộc lộ nhiều điểm yếu. Việc sử dụng các thiết bị thông minh của người dân còn nhiều sơ hở dẫn đến những nguy cơ rất lớn về lộ, nọt thông tin. Công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng còn nhiều hạn chế, trong khi đó các tổ chức phản động lưu vong, đối tượng chống đối trong và ngoài nước dưới sự hỗ trợ về kỹ thuật và công nghệ của các nhóm tin tặc thực hiện các cuộc tấn công mạng để chiếm quyền điều khiển và làm tê liệt hệ thống thông tin, làm sai lệch cơ sở dữ liệu, đánh cắp tài liệu thuộc dạng bí mật của cơ quan nhà nước các cấp, phát tán thông tin xấu độc xuyên tạc sai sự thật hội nghị giúp các đại biểu nâng cao nhận thức ý thức về an toàn an ninh mạng đồng thời cập nhật các kiến thức kỹ năng phòng chống tấn công mạng trên cơ sở đó áp dụng vào thực tiễn công việc và hoạt động cá nhân nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an toàn an ninh mạng bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng tại các cơ quan đơn vị địa phương